Đây bạn này nha, chào mọi người cái luôn đi Dũng. Đây là anh Lâm Văn Dũng, trước đây là hiện tại thì vẫn là vừa là học viên vừa là ban hỗ trợ huấn luyện của phòng tập ABB. Một thành công của bạn Dũng là mới tham gia giải quốc gia và có liên tiếp hai trận thắng vòng loại, và trận thứ ba thì gặp ngay sư thúc của mình là anh Đoàn Minh Kiệt. Thì cũng có một trận đấu giữa hai thầy trò rất là kịch liệt ha, và Dũng là người dẫn trước sư thúc luôn. Và bây giờ thì dĩ nhiên là trận đó thì sư thúc quá hay, sư thúc Đoàn Kỳ quá hay luôn, đã lội ngược dòng bằng làm cho ông thầy mình lội ngược dòng bằng một series 12, thì huấn luyện viên Lâm Văn Dũng của ABB mới chịu coi như là chịu khuất phục. À, nhưng mà thua ai, thua thầy mình, thua thầy một dạng không bằng thua bạn một ly, đúng không? Thua thầy mình nó điều tốt, nhưng mà đã đánh được với sư phụ mình, sư thúc mình như vậy là quá hay rồi. Và ngày hôm nay thì sẽ làm một cái series lại những rút lại những kinh nghiệm cho Dũng, thấy không? Nay sư phụ giải thích lại cho Dũng những cái vấn đề gì, những cái tình huống nào của con bị, có nghĩa là trong cái trận đấu có những cái mình rất là hài lòng bản thân, đó là mình phải tự hào. Nhưng có những cái mình cảm thấy mình chưa hài lòng, bởi vì mình cảm thấy mình bị thiếu sót và mình bị sai sót, hoặc là mình còn thiếu kinh nghiệm trong cái tình huống đó. Cho nên cái series này là cái series kinh nghiệm xử lý hành vi. Cái hành trình của thằng này lên đây là vậy. Cái hành trình mình lên đây rất là khó chậm đó. Đánh dữ được nè. Giờ cái quan trọng là cái mình phải thử cái lực đánh. Ví dụ mình quýnh lực nhẹ, hiểu không? Quýnh lực nhẹ thì thằng này mình tính là 70, chứ không tính 60. Phải trừ hao cái lực thả rồi. Cái này 70 nè, 80 là thả gần đất luôn. Nếu mình quýnh thêm, quay quýnh vừa, quýnh xoáy, xoáy quay. Nhưng mà nếu mà con biết cái bộ đó thì cái đường này vẫn sáng chứ bộ. Đúng. Đúng rồi, cái đường này thấy còn biết đó. Thì giờ mình có hai giải pháp đi, dù mình đánh BVA, mình đánh đường kia. BVA là cọc nách này liền, tìm đường chui. Cái thứ hai nè, bộ này đánh được không? Bộ này ngon lành chứ không? Biết được bộ này chưa? Khi chào đây vẫn là 0-10 là sư bộ ha. Nhẹ, đi vậy luôn, 10, 20, 30, 40, đi như các bạn lớn mình chia ra vậy đó. À, mình chia nhỏ lên thôi đúng không? Ừ, thì bây giờ cái băng ngắn nó thành băng dài. Dạ, của bên kia nè. Mình thấy bộ này lại hay chưa? Đánh được đúng không? Thử đi. Mình thả hết chỗ luôn, không cần quýnh mạnh lên quay quay cho con thả không quy cái sư phụ ha. Rồi, thả không quy luôn. Này quýnh chơi nó tương đối cũng phải nhanh nhanh quay quay chứ. Thằng lý không? Về bao nhiêu nhớ nha. 50 còn. Ủa? Xoáy nhiều bao xíu. Dạ, chúng tôi sẽ. Ok chưa? Ngon lành đúng không? Cái này hả? Thì mình quay trọng trọng lực đánh đi. Thực ra lúc nào đánh lực mà vừa phải nó cũng độ chính xác, không được lực căng. Không, chứ bây giờ con quýnh lực con 60. Thì con tính 60 đúng không? Tính 55 đi. 55. 55 là cái này bao nhiêu? Nè, 15 đây nè, phải 55 này. Hết tập phê. Lực đó không được, nó bị đẩy quá, không bị đẩy rồi, nó không phải là cái cú tán rồi. À, đây là cú tán hay sao bộ? Rồi, nó phải có độ cong qua chứ. Cú tán, tại nó muốn thu thả. Muốn đẩy thôi, đó, thấy chưa? Nhưng mà không tăng lực, tán nhưng mà vẫn vừa phải thôi, nó bị căng vậy. Khó một cái tập nha. Con số mình phải đánh theo cái đúng kỹ thuật của nó rồi. Đó, cái này đúng rồi. Thấy chưa? Đánh này đúng, tôi biết liền. Mà trước mình không biết đúng số, mình quýnh bạc mạnh mạnh vô. Không, mình ảo thôi. Nếu mà cái góc này quýnh mà thua, con chỉ có quýnh thả được hoài chứ. Ừ, mình đang tính chất xanh xôi rồi. Con chỉ cố đánh là con quýnh thả cũng không trúng gọi gàng. Đúng. Con chỉ là con quýnh thả. Nó bị tụt. Nó bị tụt đi. Mình đánh không dứt khoát là nó tụt. Còn đánh nó phải dứt khoát vô. Vì nó không thả được, thả được suốt rồi. Không nên có mất đi, cứ phải cái thằng này rồi.
50 đúng không? 50 chắc chắc. Không, mình nên hỏi ra đi, tại vì nếu mà nói về mình đang ăn những dễ chút thì chứ dạ, đúng không? Tầm 7 giờ. Dạ, đúng không? Này thì có vậy được. Em ăn ngon. Ừ, nhưng cái hồi vô mình bắt thôi. Thấy gì hơi khó lắm nha, vậy đi để cho 60 luôn đi. Đó, bị hoài là những lần đây nè. Quá mình móc đây, đúng không? Mua đây nè, nguy hiểm nè. Tất cả đều khó. Áp dụng cho cái bộ số đó được. Đó, tính đây, 60 chúng rồi. Móc vô. Ngày khoảng 6-30 quýnh gần như hết dầu không rồi. Số 5 rồi. Không cắm sâu quá mình... con vẫn thiếu cái gì đó, nó thiếu cái quéo thôi sư phụ nha. Sư phụ cao chặn được đúng không? Đúng. Con cũng dạng thiếu cái quéo như mạnh nhẹ quá thì không được, mạnh quá không được, mà nhẹ quá thì nó không được. Chiếc khoét nó vậy đó, cái đường bi nó gãy dứt khoát, nếu hình nó trúng rồi nó cũng đau rồi, bản thân mình tập nhiều lắm mới ra được cái hình, mới xử lý được cái hình như vậy. Cái đánh hoài với mình thì cách đánh là công thức là đã có rồi. Ngày nhiêu? Sáu năm thì sáu chục, hai năm mươi là chục, rồi sáu năm đi đúng không nào? Thì bắt vô đây là thấy này là 55 rồi. 55 là thôi này 60 là 55 thuộc lòng rồi. Này 60 rồi. Nếu mà muốn biết được thì 60 chắc cố hơn chứ. Nãy chục cũng như 10 thôi, lúc này cũng hơn 10 tí. Mình phải tin tưởng, mình đừng có sợ nó thuộc. Nó có rồi. Thấy chưa? Đừng có sợ.